Ok, hello xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và anh em ở những video trước những cái trận solo kèo Tống Kim thì Khải với Thiên Nhẫn Vegeta, một trong những Thiên Nhẫn của ban của Khải, thì trong những trận chấp 2k, 3k, 4k các kiểu thì tầm này thì Thiên Nhẫn Vegeta đánh khá là ok, cũng đã lên top trong thời gian gần đây, top 10 khá là nhiều. Và Khải sẽ sơ đồ cho em xem sơ qua từ set đồ của Thiên Nhẫn Vegeta có gì mà đánh cũng khá là ok. Hôm qua thì Khải chấp 2k điểm nhưng mà Khải vẫn thua. Hôm qua Khải 23, 24k mà vẫn thua 1k điểm. Nói chung là Khải hơn điểm nhưng mà Khải thua điểm chấp anh em, thua điểm chấp. Nón 540, một dòng 540 thôi. Vũ khí 540 là đạt móc 80 500. Gia truyền kháng cả 11, hợp mộc là kích cây vũ khí và lại nón. Áo khăn lôi và phục hồi 40, khăn lôi 17. Bao tay kháng độc 23, chừng hó 10, không có sinh lực nội lực, vãi nồi. Không có sinh lực nội lực. Nhẫn được nội lực 130, nhẫn được nội lực cao. Kháng băng 17. Nhẫn dưới được chón 40, hiệu ứng chón và đai lưng. Hiệu ứng khá đẹp. Hiệu ứng thì mát 80 làm chậm và mát 80 chón rồi. Hiệu ứng như thế này đánh Tống Kim bá cháy rồi nè. Và ngập bội kháng độc 24, sinh lực nội lực. Giày 38, kháng băng 17 và sinh lực 12. Tính ra set đồ của Trung này thiếu nội lực khá là nhiều. Nội lực của ạc này cao lắm khoảng tầm 450 thôi em. Thằng nghĩ tầm 450 thôi, không có cao lắm đâu. Hiện tại bây giờ ạc này là 100 mấy, hiện tại 100 cấp rồi em. Chắc còn hạng đang hạng 2 số, hiện tại server chưa cập nhật hạng em. Server chưa cập nhật hạng nên là những ạc mới đổi tên nữa nó chưa hiện. Nói chung là set đồ thì cũng gọi là tầm trung em. Thiên Nhẫn thì tầm này đủ móc 80 làm chậm và đủ móc 80 chó em. Tầm này đánh Tống Kim cứ kẹp góc lắc mà đam thôi, quá ngon rồi. Nói chung là mấy hôm trước Khải có chấp 4k 5k các kiểu luôn, nhưng mà gì càng ngày mà có vẻ như nghe nói là mắt tại vì cận mắt vào 5 một tịch rồi, mắt vào 5 một tịch rồi nên là hơi mạnh ở trong thời điểm hiện tại. Đánh Tống Kim bữa giờ tối nào cũng tốt nè, tối nào cũng nằm trên top 10, chỉ thua Khải khoảng 2 đến 3 top thôi. Ok, và thì anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải và Vegeta một like chia sẻ mà anh em ơi. Tối nay thì hai anh em vẫn làm kèo tiếp tục, Khải vẫn chấp Vegeta 2k điểm. Không biết tối nay sẽ win hay thua thắng này. Hên xui thôi anh em ơi. Cố gắng đến đâu hay đó nha.